dữ. Đó, đang chụp luôn đó. Đưa em nói chuyện. Alo ơi, cái đơn này là 62 ngàn hả em ha? Rồi, không sao đâu. Có chị ơi, cái này là cũng là khách đặt qua mạng thôi, chị em cũng quen. Thì ví dụ như trường hợp em có bị gì chị giúp em nha, trả lại nha. Nha chị. Dạ, em cũng trả shipper chứ em đâu có biết. Bây giờ đâu có đâu. Đây, đúng rồi, cứ mua 62 ngàn cho ta đi. Dạ. Tại vì nhiều khi mình sợ mình bị bơm á, đúng không? Dạ. Có gì rồi bây giờ mình giao qua lưu quý kỳ. Thank you.
đường này là đường Ba Đình. Đường Ba Đình này thuộc phường 10, quận 8 nha các bạn. Đường Lưu Quý Kỳ. À Lưu Quý Kỳ ngoài này hả? 66 Lưu Quý Kỳ, 68 đây. Chú cho hỏi nhà số 6 đường Lưu Quý Kỳ nhà nào chú? À sao anh này ảnh không để lô ta? Dạ. Ở lô mấy, lô mấy? Ở nước phường 10 quận 8 thôi à. Ở đây luôn. Phường 10 quận 8 Lưu Quý Kỳ ở đây nhưng mà cái số nhà số mấy? Dạ 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 dạ. Lô mấy số mấy? Hỏi lô mấy địa chỉ à. Dạ dạ. Số 6 mà lô 8 thì đi Lưu 16 đây là đúng rồi đó. Phường 10. Dạ dạ. Thì nói số 6 này. Là Lưu Quý Kỳ là đúng rồi đó. Bây giờ còn cái lô ừ tới rồi mình số 6 Lưu Quý Kỳ mà lô mấy em? Tới rồi. Ờ đó anh em đứng ngoài đầu đường Lưu Quý Kỳ đúng không hả? Không phải. Rồi thấy em mà thấy em rồi em đang để cái điện thoại trên tay em đang đi bộ đúng không? Rồi đứng rồi đứng rồi đứng rồi đứng rồi đi. Ở đây là anh nói lô. Dạ dạ. Lưu Quý Kỳ là đúng rồi. Dạ dạ cảm ơn mấy cô mấy chú nhiều. Dạ. Rồi tài xế xin kính chào quý khách. Ốc. Bán gì mắc thì trời 62.000 ít vậy ạ. Anh chắc anh ăn không nổi rồi. Món đó là quán sạn đặc sản mua quán á. Biết sao rồi đó nó có trên áp mà giờ nó hết hoạt động nha. Anh thấy tổng tổng em với lại 18.000 18 82 18 là 90. Ê, 80. 80 đúng không? 80. Rồi anh 10.000 cà phê nha. Rồi anh cảm ơn anh nha. Chúc em ngon miệng ha. À, cảm ơn anh. Em trai trẻ hào phóng quá. Dạ dạ cảm ơn anh. Rồi giờ biết rồi. Cái đơn em thấy qua bên nó rẻ tại vì thời điểm gần đặt trên app á nó không có nhờ hợp tác giá nữa. Em có gọi hỏi quán rồi nó không có hợp tác với app nên em mới đặt qua vậy. Trời không có gì đâu. Dạ cảm ơn anh nha. Rồi Duy cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hành trình của Duy gặp em trai này còn trẻ mà em trai rất là hào phóng. Rồi cảm ơn em trai ha. Rồi bye quý vị và các bạn.